Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục làm cái video để phân tích cho kế hoạch giao dịch tuần mới nha. Những các anh chị các bạn nào mới xem video mình lần đầu, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những cái video tiếp theo nha. Trong website của mình cũng có chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức ở trong này, thì những các anh chị các bạn nào chưa biết đến thì vào website mình có thể tham gia những cái lớp học cơ bản này nha, để mình có thể là có thêm được những cái lượng kiến thức trong giao dịch. Mọi người cũng nên tham gia cái nhóm cộng đồng VTrader này của mình. Thì ở trên này có rất nhiều các anh chị các bạn đã tham gia, và ở trên này có rất nhiều cái kiến thức cũng được chia sẻ, những cái tín hiệu hàng ngày các anh chị các bạn cập nhật những tin tức ở trên này cũng được nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua mình phân tích những cặp mà thường xuyên mình phân tích trong thời gian qua để cho mọi người có thể nắm bắt được và tham khảo nhá. Thì hiện tại mình cũng đang hỗ trợ một số các anh chị các bạn về tín hiệu giao dịch vàng cũng như tiền tệ ở một số sàn như sàn Xnet, sàn Hot Forex hoặc là sàn IC Market. Thì những anh chị các bạn nào quan tâm có thể là liên hệ mình qua Zalo để mình có thể là hỗ trợ các anh chị các bạn thêm. Rồi, mình bắt đầu từ Bitcoin đi. Thì Bitcoin tuần vừa rồi vẫn tiếp tục đà trong một xu hướng tăng, và vừa rồi tiếp tục cán mốc mà mình đã hướng đến ở trên này là gần 14.000. 13.860. Thì đây là một cái mức mà các anh chị cũng thấy là kháng cự tương đối là mạnh, nó đã đạt đến. Thì với cái mức kháng cự này thì khả năng là trong những ngày tới có thể là Bitcoin sẽ điều chỉnh về, rồi sau nó mới tiếp tục đi lên được. Tại vì sao? Tại vì các anh chị các bạn cũng thấy rõ là đây là một cái sóng mà trong một thời gian ngắn Bitcoin đã tăng từ cái vị trí là 9.800, nhưng mà bây giờ đã lên đến 13.800 rồi, thì cũng là hơn 4.000 đô. Đây là một cái mức tăng trong một cái thời gian rất là ngắn, thì mình nghĩ là ở cái giai đoạn này cũng gặp cái mức kháng cự ở trên này nữa, một số cái nhà đầu tư có thể xem xét sẽ chốt lời và sẽ có nhịp điều chỉnh. Về dài hạn thì cái vùng mà điều chỉnh mà canh mua tốt nhất là cái vùng khoảng là từ 12.000 đến 12.500, tại vì đây cũng là một cái mức mà các anh chị các bạn thấy là kháng cự cũ, bây giờ sẽ chuyển qua đây sẽ thành hỗ trợ mới. Có thể khi mà về đây thì thị trường có thể tiếp tục tăng trở lại theo cái sóng xu hướng. Thì những cái anh chị các bạn mà mua được ở những cái vùng giá tốt sau những cái khoảng thời gian điều chỉnh và mình phân tích trước đó ở dưới đây, ở cái vị trí này các anh chị xem xét có thể là chốt lời một phần để chờ điều chỉnh về các anh chị mua tiếp, hoặc là các anh chị có thể là tiếp tục nắm giữ chờ đợi điều chỉnh về mua thêm vào để nắm giữ dài hạn. Thì với Bitcoin thì cái xu hướng như thế này thì mình vẫn hướng đến là trong thời gian tới Bitcoin sẽ tiếp tục tăng nha các anh chị các bạn. Mình chỉ canh buy, không có canh sell. Đó, những cái nhịp điều chỉnh này các anh chị các bạn sell mà không có đúng thời điểm thì các anh chị rất dễ là gặp những cái sóng tăng trở lại. Khi đó các anh chị các bạn gặp thua lỗ nặng hơn. Vì vậy mình khuyên các anh chị các bạn nên chờ những cái nhịp điều chỉnh về và mình tiếp tục mình buy lên theo xu hướng trong dài hạn nha. Bitcoin mình chỉ nói qua như vậy thôi, mình sẽ qua phân tích những cặp khác. Chứng khoán Việt Nam thì sau khi đã lên sắp chạm cái vùng kháng cự này thì một tuần vừa rồi là một tuần nó đã điều chỉnh. Các anh chị có xem video tuần trước mình cũng nói rồi, thì những thời điểm mà mình chờ về chính là những cái đợt điều chỉnh này thì mình mới tiếp tục mình mua. Các anh chị thấy là ngay lập tức cái thời điểm mà giá nó chạm các anh chị đường trung bình EMA 50 và giá đã bật lên, thì những cái thời điểm này mình khuyên là các anh chị các bạn có thể là xem xét canh buy lên. Hôm trước mình cũng có nói các anh chị các bạn ở những cái mức hỗ trợ này là những cái vị trí mà mình có thể là xem xét để chờ những cái nhịp điều chỉnh. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong một đà xu hướng tăng, các anh chị thấy liên tục là những cái đỉnh mới được tạo thành. Đây, trong một khoảng thời gian thị trường tăng liên tục thì tất nhiên sẽ có những cái nhịp điều chỉnh, và bây giờ là những cái vùng mà các anh chị tiếp tục các anh chị mua sau khi đã lên được cái vùng kháng cự ở trên, các anh chị mua tích lũy vào. Thì bây giờ nó điều chỉnh về đến đâu thì các anh chị các bạn xem xét. Ở đây có những cái vùng hỗ trợ này, ở đây đâu đúng không? Các anh chị thấy này. Và tiếp tục ở đây là cái vùng kháng cự cũ thành hỗ trợ mới, và tiếp tục ở dưới đây nữa. Thì đây là cái vùng giá mà các anh chị mua tích lũy về những cái đợt mà sóng điều chỉnh, và xu hướng trong thời gian tới mình vẫn nghĩ là ở những cái vùng này mình nên canh buy chứ không có canh sell. Các anh chị chỉ là sử dụng vào những cái trend line hoặc là những cái vùng mà hỗ trợ tốt để các anh chị các bạn xem xét quyết định mua vào ở những cái vùng giá này nha. Thì thị trường chứng khoán là vậy, đang trong đà xu hướng tăng. Mỗi cái đà tăng của nó thì cũng cần có những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn để tiếp tục có thể đi lên được, đúng không? Thì cái này cũng chỉ là một cái nhịp điều chỉnh thôi. Theo cái phân tích hệ thống của mình thì mình xác định đây cũng chỉ là nhịp điều chỉnh sau một cái khoảng thời gian tăng rất mạnh trước đây rồi. Các anh chị các bạn xem xét
tuần tới các anh chị tiếp tục mua nắm giữ vào nhé. Và đây là một cái vùng mà mình xem xét là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, là cái vùng rất là đẹp. Tại vì sao? Các anh chị thấy là kháng cự cũ thành hỗ trợ mới này, và cũng đồng thời chạm cái chen xu hướng tăng này, thì đây là một cái vị trí có thể là xem là rất là phù hợp và hỗ trợ mạnh. Thường thường thị trường sẽ bật lại ở cái vị trí này là khá là nhiều, nên các anh chị các bạn xem xét mua vào. Thì có những cái vị trí dừng lỗ như thế nào, các anh chị các bạn cũng đưa ra những cái quyết định dừng lỗ. Thứ nhất là ở đây các anh chị cũng thấy là có những cái mức hỗ trợ ở đây, và nếu mà các anh chị giao dịch theo chen xu hướng, rush out chen xu hướng, thì ở vị trí này có thể là thị trường phá cái chen này thì có thể là điều chỉnh xuống nữa. Rồi mình qua phân tích cặp khác nha. Thì trong tuần này, vào ngày hôm thứ ba sang ngày hôm thứ tư là bầu cử tổng thống Mỹ. Bầu cử tổng thống Mỹ này nó cũng sẽ ảnh hưởng tác động đến thị trường khá là mạnh. Đa phần các nhà đầu tư lớn người ta đang chờ đợi những cái kết quả này, tại vì bầu cử là một cái kết quả trong tương lai nên không có ai mà chắc chắn được hết. Tất cả cũng chỉ là dự đoán, nên là có rất nhiều các nhà đầu tư có thể là người ta sẽ đứng ngoài thị trường. Đa phần các nhà đầu tư lớn người ta sẽ đứng ngoài thị trường và người ta chờ cái tình hình tiếp theo nó như thế nào rồi người ta mới tham gia vào thị trường. Ở những thời điểm như vậy, mỗi lần thị trường có diễn ra những cái sự kiện lớn như bầu cử như thế này thì thị trường sẽ có những cái biến động rất mạnh trong ngắn hạn. Có thể trong ngày bầu cử đó thị trường sẽ biến động rất là mạnh nha. Các anh chị chú ý cái đó. Có thể là chứng khoán có thể tăng mạnh, giảm mạnh, vàng cũng vậy, Bitcoin cũng vậy. Những cái thông tin, tại vì cái tâm lý trong ngắn hạn đó, có nhiều nhà đầu tư sẽ bán tháo hoặc là mua ồ ạt vào, nên thị trường nó sẽ biến động rất là mạnh. Thì mình khuyên những các anh chị các bạn mà đầu tư an toàn đó, thì mọi người nên chờ đợi sau cái ngày bầu cử đó, sau cái ngày có kết quả chính thức đó thì mọi người có thể là mới tham gia theo những cái phân tích kỹ thuật thì nó sẽ tốt hơn. Còn những anh chị mà ưa mạo hiểm, muốn kiếm được lợi nhuận tốt, nhưng mà tất nhiên kiếm được lợi nhuận tốt nhanh thì các anh chị cũng phải chịu những cái rủi ro có thể nó xảy ra bất cứ khi nào và nó biến động rất là nhanh chóng. Nếu các anh chị các bạn xem cái bầu cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ trước, các anh chị sẽ thấy được trong cái ngày đó thị trường nó biến động rất là mạnh và nó có những cái mà tâm lý thay đổi liên tục. Các anh chị phải trải qua thị trường những cái thời điểm đó thì các anh chị mới hiểu được cái cảm giác nó như thế nào, cái tâm lý thị trường nó như thế nào. Nên là mình cũng hy vọng là đây là một cái cơ hội để cho các anh chị các bạn trải nghiệm cái kinh nghiệm thực tế từ thị trường. Những thời điểm tin tức thì nó không mang lại cho mình nhiều cái kết quả chắc chắn, nhưng mà nó sẽ mang cho mình cái kinh nghiệm cũng như những cái nhận định, những cái cảm nhận của mình về thị trường. Thì về cái xác định xu hướng của thị trường thì mình vẫn hướng đến những cái đà phân tích kỹ thuật. Mình đã theo phân tích kỹ thuật thì mình sẽ dựa vào phân tích kỹ thuật thôi, và những cái vùng nào nó về đến vị trí đó thì mình sẽ mua, và mình sẽ hướng đến những cái vị trí, những cái khi mình mua vào là những cái lúc mà thị trường điều chỉnh để mình mua vào nhá. Tương tự chứng khoán Việt Nam là chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ cũng có một tuần giảm điểm mạnh, và cái kịch bản này mình cũng đã vạch ra cho các anh chị các bạn, dự đoán cho các anh chị các bạn từ trước đó rồi. Là các anh chị thấy cái kịch bản không? Nó về test đỉnh, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Cái kịch bản này mình đã vạch ra cho các anh chị các bạn thấy rồi, và hoàn toàn nó có thể là như vậy. Cái đáy sau thấp hơn đáy trước và hình thành cái mô hình xu hướng giảm như thế này. Các anh chị thấy không? Sau một cái khoảng thời gian tăng rất mạnh của chứng khoán Mỹ thì ở đây là một cái nhịp mà mình nghĩ là trong thời gian tới chứng khoán Mỹ có thể là sẽ tiếp tục điều chỉnh. Và hệ thống của mình dần dần nó cũng đã cho những cái tín hiệu như vậy. Các anh chị thấy là phá xuống giao cắt EMA 20-50 này, đúng không? Và cái kịch bản mô hình đỉnh đáy của mình đã vẽ ra, cái đỉnh sau này không cao hơn được và nó thấp hơn, và nó hình thành mô hình đỉnh đáy để có thể là xu hướng đảo chiều. Cái kịch bản này các anh chị các bạn thấy là từ cái lúc mà nó lên đến trên này này, các anh chị xem 2-3 video gần đây mình đã phân tích cho các anh chị các bạn cái kịch bản này rồi đó. Khi mà tham gia thị trường, các anh chị phân tích, các anh chị phải hiểu được, phải đưa ra được những cái kịch bản, cái kịch bản nào cái xác suất nó cao thì các anh chị mới tham gia được, đúng không? Các anh chị mới hiểu được và dần dần các anh chị đưa ra quyết định tốt. Và các anh chị xem những cái video của mình, các anh chị sẽ thấy là mình đã đưa ra hình dung cho các anh chị rất nhiều cái kịch bản tốt đó. Và đây là một cái kịch bản mà mình không thể là không nghĩ đến, và mình nghĩ là trong thời gian tới có thể là tiếp tục sẽ điều chỉnh theo cái xu hướng của mình đã dự đoán như thế này. Thì thật sự ra 1-2 tuần tới mình cũng đã đưa ra cái kịch bản như thế này, nhưng mà mình không có nói con này là con đẹp, tại vì là thật sự ra thì các anh chị các bạn cũng thấy là những cái mô hình đỉnh đáy đây là những cái dự đoán của mô hình đảo chiều thôi. Còn những cái đỉnh đáy này, những cái đáy này vẫn đang còn cao hơn, những cái đáy này đang còn cao hơn, chứng tỏ là mô hình xu hướng tăng trong dài hạn nó vẫn có thể là còn tồn tại. Những cái mà nó có thể là xác định một xu hướng đảo chiều khi mà nó phá qua cái mức hỗ trợ này, đây
cái mức hỗ trợ này một cách rõ rệt hơn là tạo thành mô hình đỉnh đáy, thì khi đó các anh chị chờ hồi về, có thể là hồi về giao cắt EMA 20-50 để các anh chị tiếp tục sell xuống, thì khi đó một cái xu hướng của thị trường rõ ràng hơn. Thì tương tự chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Mỹ càng chịu tác động mạnh của bầu cử Tổng thống Mỹ vào hôm thứ ba thứ tư tuần này. Giờ Việt Nam á, là khoảng từ thứ ba qua thứ tư á, thì các anh chị các bạn sẽ thấy được những cái mức biến động của thị trường rất là mạnh. Thì thường thường trong giai đoạn này mình cũng khuyên các anh chị các bạn nên chờ đợi thêm. Và cái mô hình xu hướng này nếu mà hình thành thì sau cái ngày thứ tư á, mình có thể xem xét theo cái xu hướng này. Hiện tại bầu cử Tổng thống Mỹ cũng có những cái rủi ro, cũng như cái tình hình dịch bệnh ở châu Âu nó đang dần dần nó gia tăng, có nguy cơ nó trở lại. Thì thị trường trong cái giai đoạn bất ổn như thế này thì có những cái biến đổi nó cực kỳ là khó dự đoán được ngược. Thì đó, thì các anh chị các bạn nên chờ đợi những cái thời kỳ mà tin tức nó ra rồi mình mới tiếp tục tham gia vào thị trường nhé. Rồi thì mình cùng chờ đợi cái kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ xong, rồi nếu mà đi theo cái xu hướng của mình thì mình tiếp tục theo cái xu hướng này nhé. Và đây là những cái mà mình muốn chia sẻ cho các anh chị để các anh chị biết được là có những cái kịch bản khi mà tham gia vào thị trường này mình phải đưa ra như vậy để mình có thể là hiểu hơn về cái phân tích kỹ thuật là nó như thế nào, mình dự đoán được tình hình để mình sớm đưa ra những quyết định tốt nhé. Một cái mà mình cũng muốn nói là đó là dầu. Dầu thì các anh chị các bạn cũng thấy là trong thời gian vừa rồi, đây mình zoom vậy đi cho các anh chị các bạn dễ thấy, là dầu có những cái biến động là tạo thành mô hình đỉnh đáy, và các anh chị thấy là nó đã phá vỡ một cái, có thể là xem xét là một cái vùng hỗ trợ mạnh, và đây là một cái sóng đi xuống. Cái sóng này nó sẽ tạo cho mình những cái gì? Tạo cho mình, thứ nhất là các anh chị các bạn thấy là cái sóng này hầu như là sóng dẫn đường, và nó có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này, và cái đáy này này, các anh chị thấy không? Đáy này thấp hơn này, đáy này thấp hơn này. Với cái mô hình như vậy thì với cái hệ thống của mình, các anh chị các bạn chờ đợi về điều chỉnh một chút và các anh chị tiếp tục sell xuống. Dầu các anh chị có thể là xem xét canh sell nhá, canh sell dầu, và những cái vị trí dừng lỗ các anh chị có thể là dừng lỗ ở trên cái vị trí giao cắt EMA 20-50 là ở cái mức giá 40 này. Còn các anh chị mà dừng lỗ xa một chút thì trên cái mô hình này, trên cái đỉnh này thì nó là xa nhất. Thì ở những cái vị trí có cái sóng dẫn đường này rồi thì các anh chị nên chờ hồi về và các anh chị tiếp tục sell. Thì những cái tỷ lệ như thể khả năng 1-1 thì các anh chị sell coi, khoảng là 1-1, 1.5 thì hoàn toàn có thể là những cái vị trí này các anh chị hoàn toàn có thể là kỳ vọng được. Các anh chị dựa vào cái vùng hỗ trợ bên này và các anh chị có thể là kỳ vọng được đến những cái vị trí dưới đây nha. Thì đây là những cái mà các anh chị các bạn có thể là xem xét giao dịch dầu trong những ngày tới. Tương tự là những kịch bản thì mình cũng thấy là đồng đô la đã có dấu hiệu trở lại, và các anh chị các bạn thấy là đồng đô la trong thời gian vừa rồi này có liên tục có những cái sự chuyển đổi, biến đổi khác nhau. Có lúc thì thời điểm này mô hình đỉnh đáy này, xong nó lại đảo chiều mô hình đỉnh đáy giảm này. Đó, các anh chị thấy không? Nhưng mà đây là cái dạng mà sóng trong sóng thôi nha. Nhưng mà thực tế là các anh chị các bạn thấy có những cái mà nó vẫn tiếp tục hình thành, cái đáy này nó chưa tạo thành được. Cái đáy này nó chưa có phá vỡ ở đây, thì có phải là nó về nó vẫn là cái xu hướng, nó vẫn là cái xu hướng là tạo cái đáy, test lại nhiều một lần nữa, test lại một lần nữa để tạo cái đáy sau cao hơn đáy trước. Đáy sau cao đáy trước thì hình thành, các anh chị các bạn thấy là những ngày vừa qua có một cái đợt sóng rất là mạnh và nó bật qua EMA 20-50, thì khả năng thời gian tới mình nghĩ là với cái xu hướng này hoàn toàn USD có thể là lại quay đầu tăng trở lại và hình thành một cái mô hình, có thể là mô hình đỉnh đáy lớn hơn là cái đỉnh này phá và tiếp tục hình thành như thế này. Và bây giờ những cái dấu hiệu của nến này, những cái dấu hiệu của cây nến này mình vẫn hỗ trợ, có thể là xem xét hỗ trợ cho một xu hướng tăng nhiều hơn. Cái nhìn thấy là có thể là đây là một cái mô hình trên xu hướng trong ngắn hạn nó đã bị phá vỡ và cái lực nến đang rất mạnh, thì mình có thể là hướng đến như thế này. Thì với tình hình bất ổn này, có một số các nhà đầu tư người ta thường thường sẽ mua vào những cái đồng tiền có loại tiền tệ an toàn hơn, đó là đồng đô la và đồng yên Nhật. Thì đồng đô la với đồng yên Nhật thường thường nó sẽ tăng mạnh. Thì các anh chị các bạn xem xét nha, với cái dấu hiệu như vậy khả năng đồng đô la sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ phần chịu tác động của tin tức là bầu cử Tổng thống Mỹ. Thì về phân tích kỹ thuật thì mình sẽ có đưa ra những cái yếu tố như thể là ưu tiên sell hay ưu tiên buy, hoặc là ưu tiên tăng, ưu tiên giảm đó. Thì các anh chị các bạn thấy là những cái mô hình, những cái dấu hiệu này thì mình sẽ có thể là ưu tiên tăng nhiều hơn. Nhưng mà dù gì thì mình cũng nên chờ những cái đợt tin tức bầu cử Tổng thống. Tại vì tin tức này tin tức quan trọng mà. Tin tức này nó quan trọng, một ngày có thể các anh chị các bạn thấy nó dao động rất là mạnh luôn. Nó dao động rất là khác thường nếu mà một cái tin nó ra. Tại vì là khi một người nào mà đắc cử Tổng thống thì mỗi người có một cái cách, đúng không? Có một cái quan điểm khác nhau.
nên nó sẽ cùng ảnh hưởng đến kinh tế của cả một quốc gia. Ví dụ như chính sách thuế này, về các quan hệ quốc tế này, ngoại giao, chính trị, rất nhiều thứ ở trong đó nó ảnh hưởng đến một cái nền kinh tế, đúng không? Và có mở cửa hay không, hoặc là tiếp tục chiến tranh thương mại với Trung Quốc, đó là những cái mà tùy theo những cái người đắc cử, người ta sẽ có những cái tác động ảnh hưởng đến kinh tế của cả một đất nước, nên cũng làm ảnh hưởng đến đồng đô la. Các anh chị các bạn cũng chú ý điều này cho mình. Rồi, vàng đi. Vàng thì có thể nói là một tuần thì các anh chị cũng có được lợi nhuận. Và theo những cái gì mình đã phân tích và mình đã nói từ tuần trước, các anh chị các bạn thấy là những tuần ngày vừa qua vàng là tiếp tục giảm theo những cái dấu hiệu, theo xu hướng của mình. Thì với cái mô hình, với cái dấu hiệu xu hướng này, mình vẫn nghĩ là vàng trong thời gian tới tiếp tục giảm theo cái dấu hiệu nến dẫn đường này. Ở cái vị trí hiện tại đang là vị trí đẹp, những cái anh chị các bạn nào sell vàng thì các anh chị bắt buộc phải dừng lỗ ở cái mức này. Cái mức này là cái mức 1912, 1913. Các anh chị có thể là xem xét các anh chị dừng lỗ, tại vì mình sẽ xem xét cây này dẫn đường. Tại vì cây này các anh chị thấy rõ là phá dưới giao cắt EMA 20-50 sau một khoảng thời gian sideways này. Và về cái mô hình đỉnh đáy, về cái mô hình xu hướng thì những cái đỉnh sau này các anh chị thấy rõ ràng vẫn thấp hơn những đỉnh trước. Và các anh chị có thể là nhìn thấy cái đáy này không? Nó vẫn đang thấp hơn. Thì những cái kỳ vọng trong những ngày tới mình sẽ hướng đến kỳ vọng xuống đến chạm cái chen xu hướng giảm ở dưới đây. Và sâu hơn thì mình sẽ hướng đến cái mức hỗ trợ ở dưới đây. Đây là những cái vị trí mà trong thời gian tới mình sẽ hướng đến vàng. Và vàng mình chỉ canh sell không canh buy. Đó, quan điểm của mình rõ ràng là vàng mình chỉ canh sell không canh buy. Và những cái vị trí các anh chị các bạn sell ở đây, các anh chị dừng lỗ ở đây thì là tốt rồi. Còn những cái anh chị các bạn nào mà theo mình những cái tín hiệu ở trên này, tín hiệu dẫn đường này, đúng không? Nó điều chỉnh về, đúng không? Những cái tuần vừa đây các anh chị xem lại những cái video mình nói đi, tuy nó có lừa nhưng mà nó vẫn đang ấy, từ cái lúc xuất hiện cái sóng này này, mình đã luôn hướng đến các anh chị các bạn ưu tiên sell nhiều hơn, nên là những cái anh chị các bạn nào mà canh sell được những cái vùng giá điều chỉnh này thì bây giờ đã có lợi nhuận rồi, và hoàn toàn các anh chị có thể rời dừng lỗ lên và nuôi cái đó nó dài hơn được. Nếu các anh chị các bạn nào chưa vào thì vẫn có thể là vào được ở cái vị trí hiện tại, và các anh chị dừng lỗ ở 1912 và TB của các anh chị có thể là 11 đến đây 1834. Và có thể là các anh chị sẽ dừng lỗ chốt lời ở những cái mức là 1800. Đây là những cái mức mà các anh chị các bạn có thể là xem xét đến dài hạn. Và vàng đang trong xu hướng, đang trong dấu hiệu của mình một xu hướng giảm thì mình vẫn tuân theo như thế này. Thì mình vẫn nhắc lại là tất nhiên trong tuần này nó có tin tức xảy ra nên ảnh hưởng đến đồng đô la. Tất cả các đồng tiền chính liên quan hoặc là vàng, Bitcoin đều ảnh hưởng đến đồng đô la cả. Nên các anh chị các bạn thấy là giờ ví dụ đồng đô la giảm mạnh đi, giảm mạnh thì sẽ thành một cái cây bật lên. Bật lên mà nó phá qua vị trí cây nến này thì nó lại hình thành một mô hình khác thì sao? Thì khi đó mình phải chấp nhận cái mức dừng lỗ ở đây nếu các anh chị các bạn tham gia trước khi tin tức xảy ra. Còn nếu các anh chị các bạn an toàn, không rủi ro nhiều thì các anh chị hoàn toàn có thể là dừng chờ đi. Nhưng mà các anh chị phải chú ý một điều này, nếu mà đang trong một xu hướng đẹp như vậy, nếu mà giờ thị trường nó sập xuống, nó đi mạnh xuống, giả sử cái cây ngày hôm thứ ba, ngày hôm thứ tư nó sập mạnh xuống dưới đây thì các anh chị lại phải bán với một cái mức giá rất là thấp. Có nghĩa là các anh chị phải vào một cái mức giá thấp và cái khi đó cái vị trí dừng lỗ của các anh chị lại xa đó. Nên là mỗi cái thời điểm các anh chị đều phải có những cái quyết định của mình. Còn theo cái quan điểm cá nhân của mình theo phân tích kỹ thuật thì mình chỉ có theo phân tích kỹ thuật, những cái yếu tố nào nó có phân tích kỹ thuật như thế nào thì mình sẽ theo như vậy. Và bây giờ mình cũng nghĩ vàng đang là một cái vị trí rất là đẹp mà các anh chị hoàn toàn có thể là xem xét ở cái vị trí hiện tại và dừng lỗ ở 1912, 1913 nha. Rồi mình qua phân tích trên cái hệ thống Hakenashi của mình để cho các anh chị các bạn hiểu thêm về vàng cũng như những cái cặp tiền tệ mà mình đang theo dõi trong thời gian vừa rồi. Thì các anh chị các bạn thấy với hệ thống Hakenashi của mình thì nó lại quá rõ ràng hơn. Đây là một cái cặp mà mình xác định là tốt vàng với mình trong thời gian tới có thể gợn giảm. Thứ nhất là mình sẽ dựa vào phân tích kỹ thuật, dựa vào hệ thống của mình nó có những cái dấu hiệu gì thì mình sẽ tuân theo những cái dấu hiệu đó. Thứ nhất, các anh chị thấy mô hình nến Hakenashi rất là đẹp, CCI cũng là báo hiệu dấu hiệu giảm, nằm dưới giao cắt EMA 20-50 cũng là giảm, nằm dưới đám mây Ichimoku cũng là giảm, mô hình đỉnh đáy cũng là giảm. Thì với tất cả những cái dấu hiệu như thế này thì không có lý do gì mà mình không sell. Và hiện tại giá sell vẫn còn đẹp là cái vị trí dừng lỗ của mình với những cái anh chị các bạn chưa vào. Còn những cái anh chị các bạn đã theo mình cái sóng xu hướng dẫn đường phá dưới đám mây này, các anh chị vào đây đã, bây giờ đã có lợi nhuận rồi. Đó lúc nãy mình nói đó, nó điều chỉnh về và các anh chị sell thì bây giờ đã có lợi nhuận rồi và các anh chị hoàn toàn rời top loss. Còn bây giờ các anh chị các bạn mà mới vào vẫn được. Thì đây cái vị trí dừng lỗ là 1911, 1912, 1913, đây là cái vị trí ngay ở trên cái cây nến dẫn đường ở đây thôi. Đó, ở mỗi sàn thì nó có sự chênh lệch một chút đó. Anh chị các bạn sẽ thấy và vàng với mình vẫn ưu tiên sell nha.
hệ thống mình đang rất là đẹp, hỗ trợ cho vàng giảm. Còn sau bầu cử nó như thế nào thì mình sẽ có thể là mình sẽ cập nhật sớm hơn những các anh chị các bạn quan tâm. Nếu các anh chị các bạn muốn mình cập nhật phân tích kỹ thuật cũng như cập nhật cái tình hình nó như thế nào sau bầu cử thì mọi người có thể là để lại bình luận bên dưới. Nếu các anh chị các bạn quan tâm nhiều thì sau bầu cử, cái ngày bầu cử mình sẽ làm video để mình phân tích để giúp cho các anh chị các bạn có cái nhìn nhận và tham khảo tốt hơn. Thì những các anh chị các bạn nào quan tâm thì để lại bình luận ở bên dưới nhá. Muốn mình làm video phân tích thì mình sẽ làm cho các anh chị các bạn hiểu rõ hơn. Mình qua phân tích tiếp là Uzi. Uzi thì các anh chị các bạn thấy là một tuần thì xem xét là sideways, cái xu hướng thì mình vẫn hướng đến, hệ thống của mình vẫn hướng xuống giảm đó. Đúng không? Hướng xuống giảm, cây hôm thứ 6 thì bật lại hơi mạnh. Nhưng mà mình vẫn hướng xuống giảm, một cái mô hình đây nó đang rõ rệt, nó đang như vậy thì mình cũng vẫn hướng đến là cái hỗ trợ này khả năng bị phá vỡ, có thể bị phá vỡ hướng đến những cái vị trí tiếp theo. Nên là với Uzi các anh chị vẫn có thể là xem xét sell và các anh chị phải dừng lỗ ngay ở vị trí này cho mình. Tại vì mình xem xét là cây này là cây mạnh, cây chỗ này là cây mạnh, cây dẫn đường, và cái vị trí này cũng là top lot. Nếu mà nến nó đi được, giá nó đi được lên trên này và nó phá được cái vị trí này thì có thể là bật lên trên đám mây, thì cái khi đó xu hướng là khác. Còn nếu vị trí này các anh chị hoàn toàn có thể là vẫn tiếp tục sell, đúng không? Các anh chị sell và các anh chị có thể là cái mức TB của các anh chị 1.1, 1.2 vẫn được. Mình thấy là nó cũng không có quá xa nên là mọi người hoàn toàn tiếp tục nữa. Tất nhiên là những cái như các bạn nào mà theo mình từ cái những cái đợt sóng đầu á, đúng không? Các anh chị phải hiểu là ở mỗi giai đoạn thị trường đi rồi với ban đầu nó khác. Các anh chị học theo mình hoặc là xem những cái video của mình thì các anh chị rõ ràng các anh chị nhận biết được một điều là mình đều hướng đến các anh chị các bạn vào được những cái vị trí giá tốt. Các anh chị phải xem lại những cái video ở vị trí này này. Đó, mình hướng các anh chị vị trí giá cực tốt luôn. Mình xác định xu hướng trước, sóng trước, rồi sau đó mình hướng các anh chị các bạn vùng vào là vào được cái vị trí tốt, chứ không phải để khi mà thị trường đã đi quá rồi mình mới vào. Nên những anh chị đã quyết định theo mình từ theo những cái phân tích, những tham khảo những cái phân tích của mình thì các anh chị đã biết được là nếu mà sell là sell từ đây và đến đây bây giờ là đang có lợi nhuận rồi, thì các anh chị các bạn chỉ cần rời top loss và trừ cái lợi nhuận đó thì tâm lý của các anh chị luôn luôn thoải mái. Còn một số cái ý tưởng thì mình vẫn đưa ra những cho những cái anh chị các bạn mới vào. Nhưng mà các anh chị mới, các anh chị chưa vào, các anh chị phải hiểu nè. Đến bây giờ các anh chị phải rủi ro hơn những người đã vào ở trên này, người ta đã có lợi nhuận rồi. Đúng không? Người ta có lợi nhuận rồi, người ta rời, tâm lý người ta thoải mái, người ta có giữ đến đâu cũng được, có thể là người ta giữ xa đến dưới đây cũng được. Đúng không? Nó không sao hết. Nhưng mà cái tâm lý các anh chị các bạn vào mới ở đây này, các anh chị phải đặt top loss ở đây và các anh chị rất dễ có thể là bị âm hoặc xu hướng sóng đảo chiều, thì cái đó các anh chị phải chấp nhận và suy nghĩ nha. EU thì vừa rồi đã đảo chiều một con sóng nhỏ ở đây. Các anh chị thấy là mô hình này cũng vừa phá vỡ và đảo chiều, và tiếp theo là nó cũng tạo thành một cái đỉnh mới. Các anh chị thấy không? Đỉnh sau vẫn thấp hơn đỉnh trước, và cái với cái lực nến và với cái CCI cũng như thế là nó chốt nến dưới đám mây Ichimoku thì khả năng cái hỗ trợ này hoàn toàn có thể là bị phá vỡ. Thì với EU các anh chị vẫn có thể là xem xét, sẽ chờ nó hồi về một chút rồi các anh chị sell ngay. Tại vì con này nó nằm dưới đám mây Ichimoku, nằm dưới EMA 20-50 và mình có thể là hướng đến cái vị trí sâu hơn. Thì đối với EU là dấu hiệu đảo chiều, có những cái dấu hiệu đảo chiều rất là đẹp, đúng không? Mây cũng đẹp và những cái yếu tố ủng hộ cho xu hướng sell thì các anh chị chỉ canh sell thôi. Và vị trí dừng lỗ của các anh chị sao? Các anh chị dừng lỗ ngắn thì cứ dừng lỗ trên đám mây là được thôi, đúng không? Trên vùng này đám mây là được. Dừng lỗ dài hơn một chút thì các anh chị sẽ dừng lỗ trên này. Đó là hai vị trí dừng lỗ. Còn TB thì kỳ vọng, các anh chị hoàn toàn có thể là kỳ vọng xuống này. Thứ nhất là ở đây là một cái kháng cự cũ thành hỗ trợ mới này, thì các anh chị có thể xem xét TB lên đây, hoặc là ở dưới đây tương tự là kháng cự cũ thành hỗ trợ mới. Đó là những cái vị trí TB. Thì với cái vị trí dừng lỗ như vậy và TB như vậy mình thấy cũng khá hợp lý, nên các anh chị các bạn có thể là xem xét theo cái mô hình này, dấu hiệu này được nha. AU thì lại cũng tuyệt vời. AU các anh chị thấy là mình nói như thế nào? Một xu hướng giảm và điều chỉnh về các anh chị sell, và những ngày hôm vừa rồi các anh chị đã có lợi nhuận và những cái yếu tố ủng hộ luôn. Mô hình này cái gì thế, là mô hình đỉnh đáy này, xu hướng chen xu hướng giảm này, là những cái đỉnh sau thấp hơn này, mô hình đáy này, đáy sau thấp hơn đáy trước này, sóng điều chỉnh về và đây này, những cái dấu hiệu đây tiếp tục và hoàn toàn hỗ trợ cho một xu hướng sell CCI, đúng không các anh chị các bạn thấy? Rồi đến Hekenashi, đúng không? Nằm dưới EMA 20-50 có điều chỉnh, nằm dưới mây Ichimoku quá là đẹp. Và đây là những cái con mà các anh chị các bạn hoàn toàn có thể tham gia. Khi mà top loss ngắn thì các anh chị sẽ top loss ở vị trí này, tại vì hầu như ở đây cũng có một cái đỉnh nhỏ
Còn nếu mà rừng dài hơn thì các anh chị nên dừng lỗ ở đây, tại vì dừng lỗ ở đây là một cái vị trí mà khi mà nó phá lên có thể là phá qua đám mây. Và dựa vào những cái vị trí mà dừng lỗ đó, các anh chị các bạn có thể là đặt những cái vị trí chốt lời nó cân đối với những cái vị trí dừng lỗ của các anh chị là được nha. Đó, các anh chị các bạn có thể là kỳ vọng, trước mắt là mình kỳ vọng như vậy thôi. Còn nếu mà sóng nó xuống nó mạnh nữa thì mình có lên cái kỳ vọng khác nữa. Thì các anh chị các bạn thấy là một hệ thống của mình giao dịch nó cũng không có quá là khó nhìn, nó khá là trực quan. Mình thấy nếu những cái anh chị các bạn mà theo mình xem, các anh chị xem lại những cái video đi, thật sự là mình không nói là mình chính xác hết rất nhiều 100%, nhưng mà các anh chị các bạn thấy là cái tỷ lệ chính xác nó cũng khá là cao đó. Mình thấy bản thân mình cũng nhìn thấy được điều đó, và rất nhiều các anh chị các bạn cũng có thấy và nói mình cái điều đó. Các anh chị thấy là nó trực quan, nó dễ, cứ có sóng đi sóng điều chỉnh và mình vào vị trí mua, vị trí bán nó tốt nhất. Đó, cái vấn đề là mình nhận biết xu hướng, nhận biết cái mô hình ở đầu xu hướng nó như thế nào để mình tham gia vào thị trường. Thì đây là những cái mà các anh chị nên học hỏi, nên tìm hiểu. Thì cái lượng kiến thức mình cũng đã chia sẻ rất nhiều trên website nguyenhuduc.com.vn của mình, và ngoài ra trong kênh YouTube của mình, những cái video phân tích kỹ thuật cũng chính là những cái ứng dụng của mình rất là nhiều. Các anh chị các bạn chịu khó vừa học những cái kiến thức ở trên đó và vừa áp dụng vào. Ngoài ra có những cái vấn đề gì mà mọi người muốn hỗ trợ thêm thì có thể là liên hệ mình sẽ giúp đỡ các anh chị các bạn thêm. Thì đây là cái mà các anh chị các bạn là mình nghĩ là những cái anh chị các bạn nên tìm hiểu kỹ nhá. Mỗi cái phương pháp nào đó các anh chị phải tìm hiểu thì các anh chị mới hiểu được nó, và các anh chị phải xem các anh chị thấy là nó có trực quan, nó có dễ hiểu hay không. Thì đó là những cái mà các anh chị cần để mình có một cái niềm tin mình dựa vào. Ở thị trường này mình cũng chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật thôi. Còn hôm nay tin này, mai tin kia, nhiều cái tin mình không thể nắm bắt được hết, nên chủ yếu là mình sẽ dựa vào trên biểu đồ nó phản ánh như thế nào thì mình phản ánh như vậy. Các anh chị thấy này, nằm dưới MA Ichimoku đẹp, đó đúng không? Mô hình đỉnh đáy đẹp, nằm dưới EMA 20-50 nến đẹp, tất cả yếu tố hỗ trợ cho mình sell thì là mình sell thôi. Và con này vẫn là con đẹp, vị trí đẹp, AU cũng vậy, là một cái con rất là đẹp nhá. Đây là những cái mô hình rất là đẹp rồi. Tuần trước mình cũng đã dự đoán cho các anh chị các bạn AU này, AG đúng không? Những cái con như AU, AG mình bảo các anh chị hồi này. Đó, các anh chị thấy này, khi mà nó phá xuống, có những cái dấu hiệu phá xuống, điều chỉnh về cái lại phá, mà mây đẹp này, EMA 20-50 đẹp này, đó, CCI đẹp. Cứ yếu tố nó hỗ trợ như thế nào thì mình đi theo như thế thôi. Đó, rất là đẹp, mình cầm như vậy. Đúng không? AG mình cũng thấy đẹp rồi đó. Rồi, xong N thì bắt đầu là các anh chị các bạn thấy là có những cái dấu hiệu phá xuống mây. Thì bây giờ các anh chị các bạn thấy không, nếu mà các anh chị theo ở đây thì các anh chị có vị trí dừng lỗ rất là thấp, và các anh chị hoàn toàn có thể là theo những cái dấu hiệu này được. Không, đầu xu hướng, đầu sóng luôn, nó tạo hình, tạo cho mình một cái mô hình đỉnh đáy là đỉnh sao thấp hơn rồi. Đó, mình có thể là dựa vào những cái xu hướng, dựa vào những cái phán đoán của mình, thêm những cái mô hình, những cái dấu hiệu. Những cái này thì nó chưa 100%, chưa có mô hình đỉnh đáy, nhưng mà nó đã có những cái dấu hiệu để mình tham gia vào, và có những cho mình cái vị trí dừng lỗ nó thấp, và mình hoàn toàn có thể là tìm được cái kỳ vọng lợi nhuận nó cao hơn, nó dài hơn. NU cũng là một cặp mà xuất hiện những cái dấu hiệu giảm tương đối là tốt, các anh chị có thể là dựa vào nha. UCAC thì các anh chị các bạn nếu mà có xem video tuần trước và 5 cây tuần trước thì mình cũng có thể là dự đoán của mình, các anh chị các bạn thấy là nó hoàn toàn nó có thể là tạo thành cái kịch bản mà mình nói với các anh chị đó. Cái kịch bản này mình có vẽ cho các anh chị các bạn tuần trước rất là rõ rồi, là kịch bản nó về nó test lại đáy để nó tạo thành cái đáy sau cao hơn đáy trước và hình thành một cái xu hướng, đúng không? Hình thành một cái dấu hiệu như vậy. Và hiện tại tuần này dấu hiệu của nó càng rõ ràng hơn khi mà nó nằm trên MA Ichimoku này, nằm trên giao cắt EMA 20-50 và cái dấu hiệu nến rất đẹp, dấu hiệu CCI rất đẹp, thì các anh chị hoàn toàn có thể là buy theo, đúng không? Thì những cái vị trí buy như vậy, các anh chị sẽ có vị trí dừng lỗ thứ nhất này, các anh chị dừng lỗ dưới đám mây này. Cái thứ hai, các anh chị có thể là dừng lỗ dài hơn, tại vì dù gì đây cũng là cái đáy, đúng không? Các anh chị dừng lỗ ở dưới cái này, hai cái vị trí này, và dựa vào những cái vị trí dừng lỗ đó, các anh chị các bạn có thể là kỳ vọng, đặt những kỳ vọng nó khác nhau. Các anh chị có thể là kỳ vọng lên những cái vị trí trên này, đó. Thì đây là cũng là một cái cơ hội tiếp tục. Tất cả những cái yếu tố hầu như đã ủng hộ cho một cái xu hướng của đồng đô la sẽ tăng lại trong thời gian tới. Các anh chị cũng thấy là những cái mô hình dấu hiệu rất là rõ ràng, tương đối là rõ ràng, có những cái đã rõ ràng rồi, có những cái thì nó đang còn thiếu một chút, nhưng mà có những cái dấu hiệu tích cực khá là nhiều, các anh chị nhìn thấy điều đó. Tương tự UCDF cũng vậy, UCDF cũng là một trong những cái dấu hiệu mà nó tạo thành mô hình về nó test đáy và tạo thành một cái đáy sau cao đáy trước. Và với cái dấu hiệu như vậy, con này tuy nó đang nằm dưới đám mây nó không đẹp, thì các anh chị có thể là giữa UCAC và UCDF thì các anh chị có thể là chọn UCAC, hoặc là giữa những cái con này các anh chị có thể là chọn sell AU. Tất nhiên nó cũng
đẹp hơn là U Cạc với U Cedes. Cái gì thấy đó, con này thì chưa rõ ràng nhưng mà cái tín hiệu, cái dấu hiệu nó cũng vậy, nó dễ dàng, nó thể hiện như vậy. Ví dụ CCI đẹp này, Hakanashi đẹp, hoàn toàn có thể là những cái sóng này nó mạnh, nó phá lên trên này và hình thành một cái đỉnh mới như thế này thì mô hình nó rõ ràng hơn. Các anh chị thấy điều đó. Và có thể là các anh chị chờ thêm với UCSS, thay vì đó các anh chị vào UCAC trước thì đẹp hơn, đúng không? Con này chưa rõ ràng. Mình qua GU. GU thì hôm trước có một cái cây nến dẫn đường bật mạnh như thế này mà sau đó những ngày tiếp theo nó xuống. Thì với GU hiện tại bây giờ các anh chị cũng thấy là CCI giảm này, nến Hakanashi có dấu hiệu giảm này, thì với cái vùng này nó không có đẹp. Vùng này mình chờ nó rách out thẳng lên hoặc là nó có thể là có tín hiệu quay ngược lại thì mình mới tiếp tục nha. GU trong thời gian vừa rồi mình đã không coi nó là đẹp rồi. Thật sự là nó không coi là đẹp, nó đang ở trong cái vùng giữa đây. Giờ mình phải chờ một cây phá hẳn xuống. Có thể là phá qua cái chen này cũng được. Đó, phá rõ ràng, phá qua cái chen này luôn. Nó rách out qua cái chen này. Nếu mà một xu hướng giảm nó phá rách out qua thì mình hoàn toàn mình có thể chờ hồi về. Rồi nó theo một cái xu hướng như thế này. Và nếu mà nó không rách out qua, bây giờ nó một cái cây nó bật cao trở lại thì mình hoàn toàn có thể là lại theo cái xu hướng này, cây này tiếp tục tăng theo xu hướng, theo cái đà chen xu hướng tăng, thì đó là cái mà các anh chị phải chờ đợi nha. Phải chờ đợi cái tín hiệu xác nhận dẫn đường, không phải con nào mình cũng sẽ vào liền được, và có những con mình phải chờ đợi như vậy. Nên hy vọng là các anh chị các bạn hiểu được cái này, để các anh chị các bạn chờ đợi có những cái ngày đó nó bật lên thì mình sẽ tham khảo đi theo thị trường liền. Rồi qua GA thì có sóng dẫn đường, các anh chị các bạn cũng thấy là hôm trước mình có nói sóng dẫn đường mô hình đỉnh đáy thì con này đẹp. Các anh chị thấy vừa rồi nó hồi về EMA 20-50 vậy, nó bật lên theo đó, các anh chị thấy nó bật lên không đó, vừa động đến EMA 20 các anh chị bật lên không đó, nằm trên rào cắt thì con này vẫn là đẹp. Con này thì các anh chị vào buy này, top loss ngắn ở đây này, đúng không? Nhưng mà top loss chính xác mà dài á, đủ điều kiện á, là đáng lẽ các anh chị phải mua được cái vị trí nó hồi về này, theo cái hôm trước mình nói các anh chị, đúng không? Thì là mô hình đỉnh đáy hình thành những cái vị trí hôm nó hồi về EMA 20-50, đáng lẽ các anh chị phải mua được ở đây và các anh chị dừng lỗ ở đây thì nó là đẹp rồi, ngay ở vị trí tốt nhất. Nhưng mà nếu các anh chị nào chưa mua được thì nó cũng đang là đầu sóng, thì hoàn toàn các anh chị mua ở đây và các anh chị dừng lỗ ở đây là cái vị trí cho các anh chị nào ngắn hạn kỳ vọng. Còn nếu mà thực sự thì các anh chị vẫn phải đặt dừng lỗ ở đây nha, tại vì ở đây là một cái vị trí mà khá là nhạy cảm, nếu mà nó phá xuống thì có thể là hình thành một mô hình khác. Thì đối với GA vẫn là một cái cơ hội đẹp. Đây, các anh chị có thể là rõ ràng nhìn thấy được. Qua GG. GG thì những cái dấu hiệu vừa rồi thì vẫn ủng hộ cho xu hướng giảm. Các anh chị thấy này, có những cái dấu hiệu như thế này, nhưng mà tuy nhiên dòng G ở đây thì mình thấy con GA này đẹp hơn. Các anh chị có thể hoàn toàn theo GA nha, GG mình không quan tâm nhiều. Một con nữa là mình qua con AK thì dòng A tuần trước mình có nói các anh chị các bạn cũng có thể là xem xét, đây là mô hình đỉnh đáy xuất hiện này, sóng dẫn đường này, các anh chị thấy này, điều chỉnh về vùng giá EMA 20-50 này. Đó, những cái mà mình hay, hệ thống của mình tuần vừa rồi mình đã chia sẻ cho các anh chị các bạn học, các anh chị cài rồi, đúng không? Tất cả những cái dấu hiệu nó như thế nào các anh chị nên áp dụng vào, và mình tiếp tục mình sell theo cái xu hướng này, các anh chị có thể là dừng lỗ ở trên này. Đó là những cái mà các anh chị cần phải quan tâm nha. Mình biết là mình phân tích khung ngày á, có một số các anh chị các bạn giao dịch ngắn hạn các anh chị sẽ không thích. Nhưng mà các anh chị phải chú ý rằng này, nếu các anh chị các bạn giao dịch khung quá nhỏ nó sẽ nhiều rất nhiều. Khung ngày các anh chị chỉ cần đi đúng một sáo thôi là các anh chị đã có được lợi nhuận rất là tốt rồi. Nên các anh chị cần chú ý điều này nha. Còn tiếp theo là con USD nhân dân tệ. Thì tuần vừa rồi nó tiếp tục nó hồi. Nhưng ngày hôm thứ 6 thì nó lại giảm hơn một chút. Các anh chị thấy là một tuần hồi này. Tuy nhiên con này mình vẫn kỳ vọng nó hồi sâu lên, nên là những cái vùng mà khi mà nó điều chỉnh, nó có điều chỉnh, nó test lại đáy nữa thì mình vẫn phải mua giải nha. Con này mình vẫn sẽ mua giải, đúng không? Tuần vừa rồi có khá nhiều các anh chị đã chốt lời được cái con này này, nó tăng lại khá là mạnh nữa. Đấy, các anh chị thấy là tương đối là tốt. Thì bây giờ nếu mà nó xuống nữa thì mình tiếp tục mình giải theo cái này, và con này vẫn bắt đáy được nếu mà xuống nha. Còn hôm trước các anh chị giải đang còn thì con này vẫn kỳ vọng lên được. Đó, đây là con USD nhân dân tệ. Đây là một cặp mà mình đã hướng đến các anh chị các bạn bắt đáy trong thời gian khi mà nó ở cái vị trí gần đây, đúng không? Cái vùng này là nếu mà các anh chị bắt đáy đúng theo chiến thuật, đúng theo phương pháp của mình thì vừa rồi đã có được lợi nhuận đó, khá là tốt rồi. Một cặp nữa là cặp EG thì thời gian vừa rồi cũng không quan tâm lắm, nhưng mà hiện tại theo cái hệ thống của mình này thì nó đã nằm dưới đám mây này, cũng như thế là có những cái dấu hiệu ủng hộ xu hướng giảm nhiều hơn. Nên những cái anh chị quan tâm EG thì các anh chị cũng có thể là xem xét canh sell nhiều hơn nha. Còn mình thì con này không có quá đẹp. Ngoài ra có những cái cặp nào thì các anh chị các bạn đang quan tâm thì các anh chị để lại dưới bình luận, các anh chị có thể là hỏi mình hoặc là có thể liên hệ mình qua Zalo hoặc Facebook để mình hỗ trợ các anh chị các bạn
những cái cặp cái gì cần quan tâm thì các anh chị phải để lại bình luận ở bên dưới thì mình mới biết được. Hiện tại thì mình đã theo những cái cặp này và mình thấy những cặp này có những tín hiệu nó tương đối là tốt thì mình cũng phân tích để hỗ trợ các anh chị. Thì tuần này nói gọn lại có những cặp đẹp, đó là vàng này, là vị trí đẹp. AU vị trí cũng khá là đẹp, đúng không? Đó là đẹp đó. Ngoài ra các anh chị có thể tham khảo thêm NU cũng là được này. UK cũng được, là những cặp mà hoàn toàn có thể tham khảo. Con GA này cũng là một cái cơ hội đẹp nhá các anh chị. AU cũng có thể là những dấu hiệu mà giảm đó. Đây là những cái cơ hội mà các anh chị hoàn toàn có thể là tham khảo trong giao dịch tuần tới. Thì tuần này có tin tức chính trị cũng như bầu cử tổng thống Mỹ, các anh chị biết đó, ngày hôm thứ ba thứ tư có như thế nào các anh chị, các bạn theo dõi và các anh chị để lại bình luận bên dưới thì các mình có thể là, nếu các anh chị quan tâm nhiều mình sẽ làm video để phân tích định hướng cho các anh chị các bạn hiểu rõ hơn. Những anh chị các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký kênh, ủng hộ mình, like, chia sẻ những cái video cho mọi người cùng biết. Ngoài ra mọi người nhớ vào website của mình và cái phần kiến thức này, mọi người học hỏi thêm những cái phần kiến thức ở trong này để giúp cho các anh chị các bạn có thêm những cái kiến thức hoặc là những cái mà mình chia sẻ trên này rất là nhiều, để cho các anh chị các bạn giao dịch tốt hơn nha. Các anh chị các bạn cũng tham gia cái nhóm cộng đồng này để mọi người có thể là trao đổi. Hiện tại ở trên này hàng ngày mình cũng đăng khá nhiều cái bài viết cũng như thế là những cái nhận định của mình về thị trường, thì mọi người có thể là hoàn toàn tham gia ở cái nhóm này nhá, để mọi người hiểu rõ hơn. Thì những anh chị nào cần mình hỗ trợ thì có thể liên hệ mình qua Zalo để mình hỗ trợ các anh chị các bạn nhiều hơn. Rồi, chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị các bạn một tuần giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.